Minasan Konnichiwa Xin chào tất cả mọi người Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày thứ 15 Trong chuỗi video 30 ngày luyện đọc hiểu GLPT N3 Cho đến hôm nay chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi Đối với bản thân mình thì cũng đã dành rất là nhiều thời gian Công sức rồi cả tâm huyết để Có thể làm ra những chuỗi video như thế này cho mọi người học Nên là cũng hy vọng mọi người hãy cố gắng luyện tập mỗi ngày Chỉ cần mọi người cố gắng thì không có gì là không thể Nhá, Trong quá trình học nếu mà có chỗ nào thắc mắc hay là không hiểu Thì mọi người cứ bình luận ở dưới hoặc là có thể là nhắn tin qua Zalo trên số điện thoại trên thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục luyện phần trung văn, phần trung văn thì chúng ta đã quá quen rồi, đã luyện được khoảng 7 7 8 bài rồi. Sẽ có 3 câu hỏi đúng không? Câu 1 thì chúng ta sẽ tìm đoạn 1 này thôi. Câu 2 là đoạn 2 và câu 3 là làm đoạn 3 này thôi nhá, khá là dễ. Lần lượt làm từng câu 1 xong rồi nhá, lên bài chúng ta so trên bài. Chúng ta xuống câu 1 này. À, akirame akirame master À, là cái việc mà từ bỏ ấy. À, thì là từ bỏ cái gì naniyo akirame chúng ta sẽ xem ở chỗ gạch chân nhé ở đây người ta có gạch chân này vậy chúng ta sẽ lên trên trên bài chúng ta xem cái phần gạch chân thôi xem là người ta từ bỏ cái gì nhá đây này à, từ bỏ cái gì vậy thì đáp án nó chỉ nằm ở đoạn này thôi nhá nằm đoạn này hoặc đoạn tí tí ở trên này thôi nhá ta xem từ bỏ cái gì à, bình thường đi làm thì chúng ta thường sẽ đọc cái đoạn này trước này tại vì đáp án thường nó nằm đoạn này này đó. Và um, Gaieo là cái nhà chúng tôi ấy, thì à, tháng sau thì sẽ chuyển nhà Raiketsu Hikoshi Oshimas Và những cái à, cái dụng cụ trong nhà, những cái đồ đạc trong nhà đúng không? Hotondo no kagu wa atarashii ni motte ikimasu ga là chúng tôi sẽ mang à, đi đến cái nhà mới. À, nhưng mà sofa dake sofa dake wa kai kaeru yotei desu chỉ có cái ghế sofa ấy là chúng tôi định sẽ mua cái mới khai khai được thay đổi mua cái mới đúng không vô là dự định nhé đó và tiếp theo à kono sofa otto mo watashi mo ki ni haite ru no đó là cái sofa này thì tôi và chồng thì cũng rất là thích khi ni hai đự nó là thích nhá ưa thích vì nên là hôn tô wa Mote ik ikita kata des. là thật sự là, rất là muốn mang đi nhà Mote ikita ikita ấy nhé thật là muốn mang đi đế mộ nhưng mà uh, kondo no ie wa ima no ie yori semai no de akirame masta à cái nhà hoa wow này cái nhà mà bây giờ ấy, thì nó à, uh, À, cái nhà mà lần tới cái nhà mà côn đồ là sẽ chuyển ấy, thì nó sẽ hẹp mai nhé vì là nó hẹp hơn cái nhà bây giờ đấy nên là tôi sẽ từ bỏ vậy thì người ta hỏi từ bỏ cái việc gì à cái câu này nó khá là dễ đúng không thì từ bỏ cái việc mà mang cái ghế sofa này đi thôi đúng không tại vì sao cái ghế sofa này nó thích đấy dù là rất là thích đấy nhưng mà cũng rất là muốn mang đi nhưng mà sao cái nhà sắp tới thì nó sẽ nhỏ hơn cái nhà bây giờ nên là không thể để sofa được nó rất là dễ đúng không À, xuống đáp án nhé. À, từ bỏ cái việc này tất cả là được cái việc nhé, cái việc mà chuyển à, tháng sau chuyển nhà sai. À, câu 2 này à, từ bỏ cái việc mà chuyển đến cái ngôi nhà rộng hơn là ngôi nhà bây giờ à, câu này cũng sai nhé. Yeah. À, câu 3 là từ bỏ cái việc mà mang à, mang cái ố này nhỉ không phải mang cái ní nhá, mang cái những cái đồ đạc à, hầu như hầu hết cái đồ đạc ấy về nhà mới trên bài nó không nói đúng không nó bảo là mang đi chứ không phải là từ bỏ cái việc này nhá sai vậy chỉ còn có bốn thôi từ bỏ cái việc mà mang cái ghế sofa bây giờ đang sử dụng đến cái nhà mới Tại vì sao cái nhà nó hẹp quá cái nhà mới nó hẹp quá đúng không là không thể mang được khá là dễ thôi đúng không nói về trung văn nhưng mà nó cũng chả khác gì bài văn ngắn đâu chúng ta sẽ sang câu 2 luôn này là khi mà chồng tôi nhỉ ôt tô ô tô sofa sofa ô Erabu Tokini khi mà chồng tôi chọn chồng tôi chọn cái sofa ấy thì uh, tai sẽ sự đã tổ ca nghe được của tổ hòa Nanika cái điều mà chồng tôi nghĩ là quan trọng tai sẽ sự là cái gì à, vậy chúng ta đều để, để ý nhé người đây là người chồng nhá đó và nghĩ cái điều mà quan trọng tai sẽ sự là cái gì à, chúng ta để ý vào cái cái cái, cái này nhá cái điều mà quan trọng nhất là cái gì à, chúng ta sẽ phải đoạn đọc tiếp đoạn 2 xuống đoạn này <laughs> à それで, vì thế mà, à, ima atarashi mono sagaste iru tokoro des. Bây giờ đang tìm cái, cái, cái ghế sofa mới, mono, đúng không? cái ghế sofa mới. Demo, nakanaka futari ga natoku dekiru no wa nakute komate mas. Là, <laughs> mãi mà, mãi mà hai vợ chồng kiểu như là không, không thể, không có này, kiểu như không, không có một cái, cái ghế nào mà nạt tô cự có nghĩa là hai vợ chồng có thể hài lòng được, nó tìm mãi nên là đang gặp gặp rắc rối, nạt cự tê là không có này, Đó, cái ghế nào nô no gá nó thay cho a à, mono gá này, không có, không tìm được cái ghế nào mà có thể hai vợ chồng có thể là uh, hài lòng được. À, tiếp tục otto cosia guarino de yosicede suade de cotoa dajidato kangai ở đây này, các bạn để ý vào cái đoạn này này bởi vì là chồng tôi à, kiểu như lưng cô si nó là lưng nó qua đời có nghĩa là lưng nó yếu có nghĩa là kiểu hay bị đau lưng đấy à, cho nó dễ hiểu nên là đang nghĩ là à, đang nghĩ là nhá ấy thì các bạn phải để ý cái chỗ này nhá tại vì sao cô hỏi người ta bảo là nghĩ như thế nào oh, vậy chúng ta sẽ như thế nào là quan trọng chúng ta sẽ đi tìm những cái chỗ liên quan chỗ đấy nhá thì đang nghĩ là à cái việc quan trọng, đại di thì nó bằng với tay xây dựng thôi đúng không? cái việc quan trọng là gì? À, là cái ghế mà có thể nhá, có thể ngồi sửa thế được với cái tư thế, Yoi cc nó là tư thế nhá. có nghĩa là cái tư thế thoải mái. nó, đấy thì cái việc quan trọng đây, người ta đã ghi rõ luôn cái việc quan trọng là phải phải có thể ngồi được kia ngồi với cái tư thế mà thoải mái nhất, đấy, đó với là việc quan trọng. Đọc đến đây thì chúng ta cũng có thể đi đi tìm ở dưới bài. Cũng có thể làm được rồi. Đây. Chúng ta sẽ xem luôn nhé. Có một này. Đó là cái. Uh, cái ghế mà nó mềm. Yawarakai Đó. Và cái thứ hai nó là gì? Uh, cái ghế mà nó cứng một chút. Katame. Đúng không? Uh, cứng một chút. Và cái thứ ba nó là gì? Uh, có thể ngồi với tư thế tốt. Đấy. Vậy chúng ta phải để ý ngay vào cái câu này. Đó. Câu bốn nhé. Là cái ghế mà nó thoải mái, kimochi, thoải mái khi mà ngồi, Đấy, à, câu này nghe thì nó cũng hơi hơi đúng nhưng mà các bạn để ý vào cái câu bà này, à, người ta đã nói rõ là, uh, đây, cái việc quan trọng là uh, có thể ngồi kia với cái tư thế mà thoải mái nhất, tại vì sao chồng tôi hay bị đau lưng, Đấy. nếu mà chưa chắc chắn chúng ta có thể đọc thêm một chút này, à cái ghế đó là uh, so you sofa quá, có nghĩa cái ghế này này là à nó có một có nhiều cái cái chỗ mà nó cái thứ mà nó cứng một chút, có nghĩa là nó hơi hơi cứng một chút. nó cứ cứng một chút nhá. Nhưng mà à tôi ấy, thì tôi lại thích cái 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 sofa kia, ghế mềm kia. Đấy, có nghĩa là chồng thì thích cái kiểu mà hơi hơi, hơi cứng, cứng một chút mà vợ lại thích kiểu mềm mềm. Đó. Và cái sofa bây giờ ima no sofa wa yawaraka kute kimochi <laughs> ga ii kedo, kerero, yoi sere suwareru de Đó, làm cái sofa bây giờ ấy, thì nó vừa mềm này à, lại có thoải mái này và lại còn có thể ngồi với cái tư thế mà thoải mái nhất Đấy, nên là à, futari wa totemo à, futari to totemo manzoku shite là hai vợ chồng thì ấy, rất là đang hài lòng Đấy, bây giờ chúng ta để ý này, có cái chỗ này mềm này à, rồi thoải mái này Đúng không đây này trên này vậy này à, cứng cứng một chút này rồi chờ vợ để thích mềm này nhưng mà cái này nó chỉ là phụ thôi Đó, cái chính nó đây này à, cái việc quan trọng là nó phải ngồi với tư thế thoải mái nhất Đó, chứ không phải là mấy cái mềm hay cứng này cái này cái phụ thôi nhá tại vì người ta hỏi là cái 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 việc quan trọng nhất người ta nghĩ như nào mà đấy, chúng ta cứ đi tìm chỗ nào mà có nghĩ là được Đó, vậy đáp án chính xác là câu này Đó. <laughs> nhiều bạn sẽ nhầm mấy cái đấy là um, cảm giác tốt đấy nhưng mà không phải đâu nhá <laughs> À, chúng ta sẽ sang câu cuối cùng. À, cái, cái người tôi, cái người tôi này thì sau khi hikosis Osta, à, sau khi mà chuyển nhà ấy, thì đã dự định sống với cuộc sống như thế nào? À, sống cuộc sống như thế nào? chúng ta lại phải đọc nốt đoạn cuối xem là sống như thế nào nhé. À, đến đây rồi đúng không? hài lòng rồi. và um, đây này, mà đây là sau khi mà tôi đã đi loanh quanh kiểu mấy cái uh, cái nơi mà bán những cái uh, cái đồ đạc ở trong gia đình ấy nhá là nan kên mỗ có nghĩa là đi mấy cái nhà đếm nhà ấy, đi mấy cái 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 cửa hàng cửa điểm bán đồ nội thất rồi nhưng mà và cuối cùng thì giạt tổ thì tôi cũng có có cái 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 cửa hàng mà tôi đã tìm thấy cái đồ mà tôi tìm thấy uh, thì cái lần này ấy thì nó có một cái sofa uh, nó có một cái sofa mà à, tôi nghĩ là cũng có thể nghĩ là cũng tạm được mà mà có là tạm được cũng được đấy. và uh, chi một lần này thì tôi đã ôm môi này ôm môi massage à tôi đã từng nghĩ thử nghĩ một lần xem là cao cả tô nha có nghĩa là có nên mua hay không có mua cái đó hay không à, cái số đây cái đó là cái này này à, tìm được cái rồi đúng không nghĩ là cũng tạm được đấy. nhưng mà sao tôi đã từ bỏ luôn à, không mua nữa đó à, và À, tôi uh, cho đến khi mà đến này cho đến khi mà tôi tìm được cái sofa mà nó phù hợp ta đi nó vừa đúng vừa khi nó phù hợp với bản thân tôi ấy. À, thì bản thân chúng tôi ấy, phù hợp với chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ uh, định siêu tôi định sẽ gaman có nghĩa là chịu đựng kiểu sống với cái cuộc sống mà như nào không có sofa trong một thời gian À, có nghĩa là ông này ông cũng sẽ gia đình này hai vợ chồng này sẽ không mua sofa nữa có nghĩa là chịu đựng à, không cần ngồi sofa nữa nhá và sẽ sống sống thôi chịu đựng khoảng một thời gian mà không cần có sofa nhá cho đến khi mà tìm được cái ghế nào mà nó phù hợp với hai vợ chồng này thì thôi đấy đấy đấy, là cuộc sống của ông ấy đấy nhá thì à, đối với các cái câu hỏi mà à, định như thế nào à, vậy chúng ta cũng thấy dễ dễ tìm tại vì đi tìm các cấu trúc mà liên quan đến ý định thôi sumo đi cái CEO vô là thấy ý định này hoặc là t đúng không? Thì mấy cái đấy nó là ý định đấy. Thì chúng ta cũng đi thi chúng ta có thể tận dụng ra tìm những cái chỗ như này thôi. À, vẫn sống nhưng mà không cần sofa bao giờ tìm được cái phù hợp với với mua đúng không? Phải chúng ta xem nhé À sẽ sử dụng sử dụng cái hố này nhá, sử dụng cái sofa mà đang à, bây giờ đang sử dụng ấy. Đấy từ bây giờ à, cho mãi luôn giật tổ. Đấy, và cứ sống và sử dụng như thế thôi. Sai. À, tại vì không mang Mua cái mới mà định mua cái mới Mà cái kia thì nó to quá Không mang nhà mới được Sai Câu 2 nhá Là mua cái sofa mà nó nghĩ cũng được ấy. À, Và à, sử dụng cái sofa đó và cứ sống thế thôi Cái này cũng sai hoàn toàn Tại vì sao người ta bảo người ta từ bỏ cái việc ấy rồi Nghĩ cũng được ấy Nhưng mà lại thôi không mua nữa Câu 3 này Là cho đến khi mà tìm được cái ghế nào mà Nó hài lòng nạt tổ cử thì, thì sẽ sống ở trong cái trạng thái mà không cần sofa, nha có nghĩa là sẽ sống trong cái 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 trạng thái mà không cần sofa cho đến khi mà tìm được cái sofa nào mà hài lòng thì thôi, chính xác luôn. Câu 4 này sẽ từ bỏ cái việc mua sofa, cái này đọc là sai rồi. Và từ bây giờ thì sẽ sống cuộc sống mà không có sofa, nha câu này là sai hoàn toàn đúng không? Tại vì trên người ta cũng đã nói rõ đoạn dưới rồi, nó đã nói rõ đoạn này rồi, đó. Cho là câu 1 thì chúng ta tìm đoạn 1 câu 2 tìm đoạn 2 câu 3 tìm đoạn 3 thôi, thường là như vậy. Cái đề này để tháng 12 năm 2018, cũng là khá với khá gần với thời hiện tại thôi. Đấy, chỉ cần các bạn cố gắng luyện tập mỗi ngày, trong ngày nào cũng vào luyện. À, ngoài các cái bài này ra thì còn nhiều bài khác nữa, mọi người muốn luyện thêm thì mình sẽ cứ bình luận dưới dưới mình gửi cho nhá. Ok, vậy là đã xong bài ngày thứ 15. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Skede sama desu ta.